Công trình sân vận động tỉnh Trà Vinh có 18 hạng mục. Tính đến thời điểm hiện tại, công trình đã hoàn thành hơn 97% khối lượng công việc. Một số hạng mục quan trọng như sân vận động, khán đài, nhà thi đấu đa năng, hệ thống tường rào, cổng phụ cơ bản hoàn thiện. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao tiến độ thi công của dự án. Để hoàn thiện các hạng mục còn thiếu và nâng cao chất lượng sân vận động, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung vốn từ ngân sách xây dựng những hạng mục quan trọng nhằm đảm bảo sân vận động tổ chức các sự kiện thể thao trong thời gian tới. Sân vận động tỉnh Trà Vinh không chỉ là một công trình thể thao mà còn là biểu tượng sự phát triển của tỉnh Trà Vinh. Một công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2026-2030. Việc hoàn thiện dự án này sẽ góp phần nâng cao đời sống văn hóa thể thao của người dân địa phương và thu hút các sự kiện thể thao cấp quốc gia và quốc tế. Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Quảng, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chủ đầu tư và đơn vị thi công, công trình xác định sẽ hoàn thiện tổ chức vòng chung kết giải bóng chuyền quốc gia hạng A năm 2024 vào tháng 10 tới do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đăng cai.